Cần ra đi không? Có được nhiều không? Thấy cái thò đầu ấy ông này. Cái án nó có bán. Đấy, đọc một. Thế thì để ra đây cầm mới đọc mà. Cái nó cầm đây à? Ừ. Không lắm đi về nhà, không có bơm thuốc cho mình thử cái gì cả. Nhập ngàn đi chợ bán không ạ? Ôi gì không bỏ được. Bà ơi, cái cân để đâu lôi ra, cháu mượn cho chủ cân có được nhiều không ạ? Bà kéo cân đi bà. Cân ra đi không? Có được nhiều không? Được 9 cân cháu. Vâng. Đó. Ông cháu ta bỏ bò bì đi. À. Ông ấy đi chặt chuối ạ. Đây. Phòng chuối chặt chuối ốm đi kìa. Đi lên trên đồi. Lăn lên trên đồi nữa rồi. Có bữa bố sắp bố ngủ hết á. Thế cái thò đầu ấy ông này. Cái án nó ăn có quả. Nhóc buộc lại rồi. Để ông cháu ta đi chợ. Con để đó ta đi cho có ông đằng ôm đi chợ. Thấy cái gì chưa? Thế thì để người ta để cầm mới dọc. Wow. Cái nó to bằng. Ờ cái này. Ở trên đây à? Cái mồ hôi nè. Không, cái nào với cái nào bà? Dạ. Sâu chứ. Sâu quá. Ông bà bên chồng đấy vừa bóc cải được mấy tháng rồi ông nhỉ? Có lại không phải 3 tháng mà. Trong mỗi tháng 11 nhỉ? Lâu lắm rồi, không nhỏ lắm. Đấy. Bắp này nhỏ nhỉ? Ừ. Thế bà? Dạ. Đấy, cái đó. Hình như cái gì vậy? Rồi. Thôi cái đó nhỏ lắm. Cái này còn to hơn nữa. Đấy cây to à đi chơi cây nhỏ lắm. Đấy. Anh thấy đến bữa sau. Coi như cái đồ à. Cái gì không được này. Cháu bắt được con sâu bà này. Có rồi không? Không. Thằng Năm có dự án khác rồi. Sâu lắm đi về nhà không có bơm thuốc luôn thử cái gì cả. Những người ta cũng không có thuốc công nhân gì cả. Tại tôi làm ăn. Ô trời ơi. Không ra mà chả ra mà. Hôm kia tôi đi bán người ta không biết sạch cái gì. Ồ, hôm kia ông ra đến chợ luôn ạ. À? Ồ, ông bán ở dưới sông Quỳ chứ con. Ra đây cho bóc đi. Ở chỗ... Không, để đi luôn. Đấy, để đó luôn. Rồi, 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 chào. Chú ơi, thì nó ăn cả hết, mình không cây. Okay. Chú ơi, chú cháu. Cái bẻ. Bán mấy nghìn cái không? Bán 10 nghìn. Đem ra chợ, tùy chợ. Đi thì... ra ngoài chợ, chờ ta bói ở đây, đứa mà ra ngoài chợ là tùy chợ. Đi
vào bên đây. Mấy nghìn đấy không?
còn lấy cũng tàn tàn. Ông cháu ta đi chưa? Đây là bà rồi. Đấy, chị bán đi rồi, em đi mua chợ đi. Trăm nghìn cân em ạ. Có cân nghìn? Dạ, cân cả cái đó ngon. Cân cả, nhiều tiền quá. Mà quấn khẩu. Được không? Vâng, thì nó đâu bán cho không? Bệnh viên Rán để mà lấy cái cây mà nấu rau. Rán để ăn. Rau. Còn nữa, thịt mua đấy. Mua cân 2. Cân 2. 120.000. 120.000. 120 chứ nhỉ. Đầu thì bán 10.000. Đầu là còn có 5.000, 6.000 cái thôi. Đầu mua thì chịu. Ông ấy. Mấy thằng ông ấy. Ông một quả chứ mà. Đưa cho bà đi không? Đây. Văn ngàn đó. Hả? Được có già nó cần được có 8. Thiếu hao mất 5 lạng. Không biết là. Đây là 680.000. 640 với lại 680.000. Là 680.000 cái tiền bắp cải. Đây 20.000 bắp cải này. Là 700. 700 này. Còn tiền bắp cải. Còn mình còn đây. Còn 30 mà đây còn có 10 này. 15.000 này. À giờ mấy nhỉ? Ông mua chè. Ông mua chè. Lấy vung ba cũng nuôi nè. Làm gì vậy ông ơi? Ông bẻ này ông sắp lại để rồi ông thái nấu cho con ạ.
Ông ơi, xong rồi ra mời cơm ông ơi. Đi nhọc cả người. Đi thì xa. Đường xa. Ông bà mời cơm đi ạ. Ăn cơm đi. Gặp bà miếng thịt. Thời tiết này cũng bị liên tục thì ông gắng ăn nhiều mà ông ạ. Khỏe. Phải ăn nữa mà. Ăn mà nước mà không xuống một. Cháu ông ra ăn cố đây bà. Hôm nay bán một con thịt đây bà. Ông bà phải ăn, ông phải ăn thật khỏe vào. Tôi đi ra cái thùng kia, tôi về ông.